Cửa hàng lột máy cưa xin chào toàn thể anh em quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2024. Anh em ơi, có anh em nào đang cần tìm mua máy cưa xích hay là máy cắt cỏ giá rẻ không anh em? Thì hôm nay cửa hàng chúng em lên cho anh em một lô máy này nhá, giá rẻ sốc nhiệt luôn anh em. Đấy, đánh dấu ký tự ngày hôm nay lô của bên em là lô chữ E. Hôm nay gồm cho anh em có một cái bình điện này, 3 chiếc máy cưa và 2 chiếc máy cắt cỏ để cho anh em về sử dụng nhá. Đấy, những con máy này giá quá hời luôn anh em, ngoài cửa hàng không ai bán cho anh em giá này luôn. Hôm nay chỉ có bên em bán cho anh em với cái giá này. Nên là anh em nào muốn mua nhá thì liên hệ ngay cho bên em để đặt hàng nha. Và bên em thì không bắt anh em phải cọc cạch gì trước đâu. Hàng tới anh em kiểm tra hàng đúng máy như trên video này, anh em nhận hàng giúp em. Đây toàn bộ là máy mới tinh 100% luôn anh em. Chưa có ai sử dụng cả nên là anh em hoàn toàn yên tâm nha anh em nhá. Bên em bảo hành tất cả những sản phẩm sau đây đều bảo hành 6 tháng sử dụng và lỗi một đổi mới trong vòng 1 tuần. Ok cho anh em. Đấy, anh em mà muốn mua thì gọi trực tiếp cho em vào cái số điện thoại là em để dưới màn hình ấy, 0354392929 là được anh em nhá. Đấy, đầu tiên em giới thiệu sơ qua, đây là lô này là em đánh dấu ký tự là lô chữ E này, E1 này, E2 này, E3 này, E4, E5, E6, E7. Đấy, anh em lưu ý hộ em nhá. Ví dụ là anh em muốn mua một trong những cái con máy sau đây thì anh em chỉ cần bảo là anh muốn mua con E1 hoặc là anh muốn mua con E2 hoặc là anh muốn mua con E3 là được nhá. Đấy, anh em cứ đọc cái mã cho em để cho em hiểu anh em nhá. Đấy, và đây là giá thành của cây máy này, em đã công khai giá luôn để cho anh em thoải mái tham khảo giá luôn. Đấy, bên em chơi lớn luôn cho anh em tham khảo giá thoải mái. Đó, bên em giá này là em bao ship luôn rồi nhá. Đầu tiên là em thanh lý cho anh em một cái bình điện này đây. Bình điện này nhá. Bình điện này là nó bình điện 20 lít, bình điện Japan, hàng bình phun thuốc sâu công suất lớn này, công nghệ Nhật Bản, hàng chất lượng cao luôn nha. Bình này này ngoài cửa hàng người ta đang bán tầm khoảng 800 ngàn một con, nhưng mà hôm nay em để cho anh em 590 một cái thôi. Bình này là bình xịn luôn nhá, bình là bình xịn luôn đấy. Bình này là bình 20 lít, hàng xịn chất lượng cao cho anh em luôn. Đó, anh em này, đây nhìn này, để ý hộ em này. Đấy, đây là cái phần bình ắc quy này, bình ắc quy này là bình ắc quy 8 ampe nhá. Bơm là bơm đơn, bơm là bơm to đấy chứ không phải là bơm nhỏ đâu. Cái này là nó nước nó khỏe lắm chứ không có yếu đâu anh em, khỏi cần phải lo nhá. Đấy, cái này này có thể tháo rời ra được, cái bình ắc quy này có thể rút ra được này anh em. Đấy, cái bình ắc quy này, anh em thấy không? Rút ra được cái bình ắc quy này. Ví dụ là anh em không xịt thuốc sâu đúng không? Mà cần cái bình ắc quy để chế cháo cái gì, như kiểu thắp bóng đèn hay làm cái gì, rút ra được nhá. Đấy, khi mà mình mất điện rồi, khi nào mà anh em xài anh em chỉ cần đẩy vào cho em là được thôi. Đây, đẩy vào cho em như này này. Đó, đẩy sát nó vào là được nhá. Đó, đẩy sát nó vào, đậy cái nắp này ạ, là xài bình thường được thôi anh em. Là xài bình thường được thôi, rất là thuận tiện đúng không? Cái nắp này này, mở ra này là sẽ toàn bộ phần công tác của nó sẽ ở đây. Phần rắc cắm cục sạc này, công tác này. Bình này là bình mới luôn, chưa có ai sử dụng đâu, nên là anh em yên tâm nhá. Nên là anh em yên tâm. Đây. Đó, anh em thấy không? Nước nôi ra đầy đủ hết này. Nước nôi ra đầy đủ, ok cho anh em. Đấy, cho anh em soi ở bên trong này. Soi ở bên trong này, anh em nhìn hộ em nhá. Đấy. Lưới lọc gió này, anh em không? Nó lọc nước đầy đủ nhá. Bên trong đầy đủ này, cục sạc này, cần xịt này, bếp xịt này. Đấy, phiếu bảo hành này, linh tinh này. Đây, mình như là 4-5 cái bếp luôn anh em, nhiều lắm. Rất đầy đủ phụ kiện luôn. Mình cái cần này có thể rút ra rút vào được nhá. Rút ra rút vào được. Đấy, 590 cho một chiếc bình này thôi. Anh em cần thì gọi bảo cho em là anh muốn mua cái bình E1 là được nhá. Anh em về xịt thuốc sâu này, về xịt thuốc cỏ đồ linh tinh ấy. Anh em là làm vườn hoa màu cũng được, làm một chiếc bình này này nó nhẹ nhàng mà nó ấy. Bây giờ giá thành nó tiết kiệm không? 590.000 em bao ship cho anh em luôn. Tiền ship của nó bây giờ nó phải tầm khoảng 70-80 ngàn một cái bình này rồi. Tiền ship bây giờ 70-80 ngàn rồi anh em, không có rẻ đâu anh em ạ. Đó, mà bình này em bao ship cho anh em luôn. Tới tay anh em chỉ cần thanh toán cho em đúng là 590 là được. Rồi, qua cái máy E2 nhá. E2 là một chiếc máy cưa xích, để em một tí để em lấy cái tờ giấy rồi em test nổi cho nghe luôn này. Đây, E2 là một chiếc máy cưa xích hàng công suất lớn để cho anh em về sử dụng khai thác. Để cho anh em về sử dụng khai thác nhá. Đó, con này thì nó là 1.150.000. Ngoài cửa hàng đang bán 1.7-1.8 một con, nhưng mà hôm nay em bán cho anh em 1.150.000 thôi. Em lại còn bao ship cho anh em nữa. Hàng này này, lam sẽ dài 55 cm. Con này thì về cho anh em khai thác gia đình hoặc là khai thác tầm trung nha. Đấy, anh em về cắt gỗ lớn ấy, cắt hạ gốc cây đủ linh tinh. Hôm nay em để cho anh em có 1.150.000 một chiếc thôi. Quá rẻ luôn đúng không anh em? Không chỗ nào rẻ hơn bên em mà. Sử dụng hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 này. Nòng là 45mm, công suất là 54cc luôn nhá. Lam là 55cm, phần mặt cắt còn lại là 50. Sử dụng là xích lớn luôn.
Và dòng này đến nữa hỏng hóc phụ tùng thay thế rất là nhiều. Ở đâu cũng có thể có phụ tùng dòng máy này để sửa chữa luôn. Nổ cho anh em nghe qua này con E2 nhá. Ok cho anh em. Không, nổ nghe tiếng máy nổ rét không? Đấy, hôm nay em bán cho anh em có 1.150.000 thôi. Anh em nào mà đang cần tìm mua máy cưa mà gọi như là về sử dụng gia đình thì múc cái con này về mà xài nhá. Đổi qua chiếc E3 này là một chiếc máy cưa xích mini. Ví dụ anh em nào mà lớn tuổi rồi, anh em không cầm được con máy to như con E1 hoặc là con E4 đây, thì anh em có thể lấy cho em cái con E3 về mà xài nhá. Đấy, cái con này thì nó hàng mini, con này nặng khoảng 3kg thôi. Cho anh em nào mà lớn tuổi rồi, cắt cành, tỉa nhánh này, hoặc là anh em leo trèo trên cao cần một chiếc máy cưa nhỏ nhỏ để cho anh em về sử dụng thôi ấy. Đấy. À, anh em cắt những đường kính khúc gỗ bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi hoặc là bằng cái phích nước đổ lại thì con này xử lý được anh em nhá. Anh em lưu ý hộ em, nếu mà anh em có nhu cầu về cắt đường kính gỗ khoảng tầm phích nước đổ lại thôi thì lấy cho em cái con này, hoặc là bắp tay, bắp chân, bắp đùi. Đấy. 1.250.000 thôi anh em. Anh em thấy giá nó rẻ không? Lam 30cm nhá. Lam 30cm, máy chiếc cưa xích mini này, rất là nhỏ gọn cho anh em luôn. Đấy. Phụ nữ người ta cũng thể đeo, người ta cắt được luôn. Đó, ví dụ là bây giờ thời tiết bây giờ mưa bão anh em. Anh em lưu ý là một chiếc máy này về ví dụ cây cối nhà mình có bị đổ ấy thì có cái mà cắt. Đấy, giá bây giờ nó rẻ lắm, rẻ bằng máy cưa điện này anh em. Cái giá 1.250.000 thì bây giờ anh em mua được máy cưa điện thôi. Nhưng mà hôm nay em để cho anh em biết cái giá này bằng giá máy cưa điện luôn nhá. Nhưng mà dòng này là dòng động cơ máy xăng nên là máy nó khỏe lắm. Máy nó khỏe lắm anh em. Cắt gỗ thì bao ngọt luôn anh em ạ. Đó. Hàng chưa kịp giật đã nổ. Đó. E3 nhá, một chiếc máy cưa mini, cân nặng khoảng tầm 3kg thôi, rất là nhỏ gọn nhẹ nhàng đấy anh em. Ví dụ là anh em nào đang cần tìm một chiếc để leo trèo trên cao hoặc là leo thang ấy, anh em cắt những cành cây, khúc cây nó ở trên cao thì làm cho con này cầm nắm một tay được nhá. Đấy, và dòng này nó rất là nhạy nổ luôn. Thấy không? Giật cái là nó nổ thôi, giật cái là nó nổ thôi. Có hệ thống thắng xích, khóa xích an toàn đầy đủ cho anh em luôn. Đúng không? Xăng phụ đầy đủ này. Là bên này là đổ xăng pha nhớt nhá. Bên dưới này là đổ nhớt để nó hút ra bôi trơn lam xích. Cái nhớt này này, nhớt để hút ra bôi trơn lam xích là tự động luôn. Anh em chỉ cần đổ nhớt sạch cho em vào đây là nó sẽ tự động nó hút ra để nó bôi trơn lam xích nha. Đó. Rồi. Qua con E4 này, là cái con này thì nó là hàng chất lượng một tí xíu. Máy cũng là máy to, hàng để cho anh em về khai thác tầm trung, cắt những đường kính khúc gỗ khoảng tầm 3-40cm đổ lại. Nhưng mà anh em về sử dụng tần suất nhiều thì lấy cho em cái con E4 này về mà xài. Đấy, con này thì 1.500.000 nhá. Chụp giật là chụp giật trợ lực đầy đủ này, lam vẫn là lam 55cm. Đặc biệt lỗ bô là lỗ bô 3 cửa xả luôn. Nó thoát khí cực kỳ tốt luôn anh em, và nó vòng tua của máy nó sẽ đẩy lên rất là cao. Lốc hợp kim nhôm luôn đầy đủ nhá. 1.500.000 cho con này, chụp giật trợ lực này, nên là anh em nhìn này, thiết kế chụp giật trợ lực nó làm rất là to bản và chắc chắn luôn nha. Sử dụng hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13. Đấy, nòng là nòng 45mm, công suất là 54cc. Về cắt những đường kính gỗ khoảng 3-40cm đổ lại nhá. Lam sẽ dài 55cm cho anh em, con này cân nặng khoảng tầm 6kg để về cắt hạ gốc cây đấy anh em. Con này thì về cho anh em về cắt hạ gốc cây nhá. Đấy. Anh em về sử dụng gia đình cắt hạ gốc cây thì lấy con này về mà xài. Không, giật rất là nhẹ nhàng luôn nhá. Đặc biệt nó tích hợp chụp giật trợ lực nên là nó giật nổ nhẹ nhàng ok lắm anh em. Bên này này là đổ xăng pha với nhớt. Đây, nó có ký hiệu ở đây hết rồi này, ký hiệu cái bình xăng này. Đó, cây xăng. Và cái này là đổ nhớt để bôi trơn lam xích nhá. Cái này là cũng là bơm nhớt tự động luôn. Anh em chỉ cần đổ nhớt sạch vào đây cho em là nó tự động nó hút ra, nó bôi trơn cái lam xích. Đó, để cho giúp cho cái lam xích nó được bền bỉ, không bị cháy. Đấy, vậy thôi. Anh em lưu ý hộ em. Rồi, giật nổ thì rất là đơn giản rồi anh em. Có thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ này, hỗ trợ cho anh em rất là nhiều chức năng luôn. Anh em về sử dụng, và dòng này thì nó hỏng hóc phụ tùng thay thế rất là nhiều. Máy mới tinh 100%, em không cần phải lo. Ngoài cửa hàng người ta bán con này là hơn 2 triệu một con đấy, nhưng mà hôm nay em bán cho anh em 1.500.000 một con thôi. Đấy, anh em muốn mua máy giá rẻ nhá, muốn mua máy mà giá ngoài cửa hàng người ta nhập xỉ vào ấy thì anh em chỉ xem ở trên video này và anh em chốt luôn ở trên video này thôi.
Đấy, em để cho anh em giá thì em đảm bảo luôn ngoài cửa hàng không ai bán cho anh em giá này đâu. Đấy không? Không ai bán cho anh em cái giá này cả. Hôm nay chỉ có bên em mới bán cho anh em cái giá này. E4 giá 1,5 triệu nha anh em nha. Đó, vâng. Và bây giờ là qua ba cái con máy cắt cỏ này. Ba cái con máy cắt cỏ để cho anh em về sử dụng, về phát thuê, phát mướn hoặc là về phát gia đình nhá. Đầu tiên là con E5 là một chiếc máy cắt cỏ nòng 36 ly luôn nha. Chứ không phải là 32 ly hay là 30 ly hay là 34 ly. 32 ly, 30 ly, 34 ly nó là máy nhỏ rồi anh em. Con này nòng 36 ly luôn anh em, mà hôm nay em bán cho anh em 1,4 triệu một con thôi. Anh em thấy hấp dẫn chưa? Anh em nhìn hộ em cái phần tùm côn này này, xem là nhìn nó làm có chắc chắn không? Có ok không anh em? Hàng ngày Fukiwa FVK330 luôn nhá. Đấy. Phần cùm cần này anh em nhìn này, làm bố con ốc rất là to. Thiết kế chắc chắn không? Đấy. Và nó đặc biệt nó thêm cho anh em cái cao su ở đây này, để giúp nó làm cái đệm cho cái phần cần này. Xài một thời gian nhiều nếu mà không có cái cao su này thì nó rất bị hay phần nứt cần ở đây, là bị gãy. Anh em xài nhiều máy nhiều là anh em biết. Nhưng mà giờ nó làm cái cao su ở đây anh em đảm bảo con an toàn cho cái phần cần rất là nhiều nhá. Đấy, cùm nó làm này, CNC rất là chắc chắn luôn. Nhìn anh em nhìn nó làm mượt mà không? Đấy, nhìn cái phần tum côn là anh em biết rồi. Tum này là tum 2 bạc đạn luôn nhá. Rất là chắc chắn luôn anh em. Đó. Đây, tổng thể cây máy cho anh em nhìn này. Dòng này tiết kiệm xăng vô cùng luôn, hốc xăng như người luôn anh em nhá. Đặc biệt nó đã lên cho anh em chế zin 3 xịn rồi. Chế zin 3 xịn rồi nên là một ngày ấy, con này nó ăn chỉ tầm khoảng 2 lít đến 2 lít rưỡi xăng trên một ngày là cùng thôi. Ngoài cửa hàng người ta đang bán con này với cái giá tầm khoảng 2 triệu là ít. 2 triệu là rẻ nhá, nhưng mà hôm nay em bán cho anh em là 1,4 triệu một con này thôi, và bên em bao ship cho anh em luôn. Nòng 36 ly về vừa phát bằng dao được, vừa phát bằng cước được. Anh em lấy con này sẽ tặng kèm cho anh em là một lưỡi cắt cỏ, một ổ phát cước, một chắn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề, 5 món phụ kiện sẽ kèm theo nếu mà lấy con E5. Và bên em hoàn toàn bao ship cho anh em. Anh em lưu ý nhá. Đấy, xem kỹ hộ em. Đây, phần này, phần chắn cỏ nó làm này, anh em nhìn cái phần chắn cỏ không? Làm thiết kế rất là to. Đấy, nhìn ok không anh em? Nó làm để cho anh em này, giúp cho anh em phần đất đá không bao giờ vào được. Đây phần đầu bò của nó này. Đầu bò nó làm CNC rất là chắc chắn luôn nhá, hàng xịn, chất lượng cao đấy. Đấy. Ôi em nổ cho nghe này, em nổ cho nghe nhá. Đó. Đây, chân chống là chân chống sắt đầy đủ luôn nhá, chứ không phải là chân chống nhựa đâu anh em. Nhựa không là cái gì cả, nó chơi hàng sắt luôn để cho nó đảm bảo an toàn. Đấy. Anh em. Đấy, con E5 này 1,4 triệu một con. Rất là hợp lý nha. Một củ tư cho một chiếc máy này. Đấy, anh em về xài đi. Đó, bên em bao ship cho anh em và bảo hành 6 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 tuần. Hàng này phụ kiện của nó ấy, sửa chữa rất là dễ dàng luôn. Dòng này sửa chữa nhiều lắm. Nhiều có chỗ sửa lắm anh em. Đấy, dòng này nó là dòng ưa chuộng trên thị trường à. Máy mới đét, máy mới tinh 100%, mà em đang bán có 1,4 triệu một con. Nòng 36 ly anh em về vừa phát dao được, vừa phát cước được. Đấy, anh em về cho phụ nữ người ta đeo ấy. Anh em đi về phát rẫy, nhưng mà anh em là không cần, không đeo được máy to thì lấy cho con máy nhỏ nhỏ này về mà xài anh em. Nhưng mà nòng 36 ly là máy khỏe nhá. Nòng 36 ly là máy khỏe, chứ không phải là những con máy mà nòng 30 ly, 32 ly hay 34 ly đâu. Đấy, nòng con này là 36 ly lận đấy. Rồi. Qua con E5 này là một chiếc máy cắt cỏ Hukama 543. Anh em lưu ý hiểu em nhé. Đây là 543 chứ không phải 541 đâu nhá. Nòng con này là 41 ly. Nòng 41 ly nha anh em ơi. E6 nhá. Con này em đang E6 này, con này là giá 2 triệu nha anh em nhá. Đó, nòng của con này là 41 ly anh em lưu ý hiểu em. Đó, hôm nay này, hàng này này, hàng G543 chứ không phải hàng 541. Đây, tay ga là tay ga dạng là tay ga cải tiến rồi. Tay ga này là tay ga xịn này nha. Riêng cái tay ga này là 200k một cái. 200k cho một chiếc cái tay ga này. Bóp cả ngày không biết mỏi tay luôn. Có tăng chỉnh được luôn này anh em. Anh em đi phát thuê phát mướn. Nòng 41 ly chuyên về sử dụng đập phát cước. Anh em là sử dụng dòng máy hu này anh em biết rồi. Con hu mới chỉ là nòng 41 ly thôi. À, nòng 40 ly thôi. Còn con này lên đến nòng 41 ly cho anh em luôn. Đó. Hàng rất là xịn sò luôn anh em nhá. Con này ăn một ngày tầm khoảng 3 lít xăng trên một ngày. Nếu mà anh em về phát cước. Phát cước ăn lít xăng trong vòng 3 lít xăng trên một ngày nhá. Chế cũng là chế xịn zin 3 rồi. Tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em. Bít tông là 41 ml, công suất là 43 cc.
nên là máy nó khỏe lắm anh em. Đây phần cần của nó này, cần là ống cần 28 nhá. Đó, đây cái phần đầu bò là đầu bò chống cuốn dây đầy đủ cho anh em luôn. Hàng tay ga lên dạng tay ga cải tiến rồi nên là anh em khỏi cần phải lăn tan đi. Anh em khỏi cần phải lăn tan đi. Đây nổ cho anh em nghe qua này. 2 triệu con này thôi. Ngoài cửa hàng người đang bán con này phải tầm 3 triệu. Bây giờ anh em nổ nghe tiếng máy rét không? Con này để cho anh em chuyên về đập phát cước nhá. Lấy con E6 này em vẫn tặng kèm cho anh em là một lưỡi cắt cỏ, một ổ phát cước, một chắn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề. 5 món phụ kiện nếu mà anh em lấy cái con E6 này giúp cửa hàng chúng em nha. Giá ngày anh lưu ý hàng này G543 chứ không phải hàng 541 đâu nha anh em ơi. Đó 41 ly nhá. 2 triệu đồng cho con E6. Rồi qua con cuối cùng là con E7, hàng này thì là hàng siêu khủng long rồi. Anh em biết hàng Kawasaki TG53 không? Hàng này thì nó là hàng loại 2 nhưng mà hàng vẫn là ok nhá. Máy nòng lên tới 44mm. 44mm để cho anh em này về sử dụng nghe ạ. Chuyên đi phát thuê. Chuyên đi phát thuê muốn một chiếc máy cực kỳ khỏe. Lấy cho em cái con này 2 triệu 7 một con. Nhưng mà con này ngoài cửa hàng người ta đang bán tầm khoảng 3-4 triệu một con đấy. Con này là hàng ngoài cửa hàng người ta cũng đang bán tầm khoảng 3-4 triệu một con. Nhưng mà hôm nay em bán cho anh em 2 triệu 7 một chiếc này thôi. Hàng E7 nhá. Đấy, hàng này thì nòng 44mm. Con này cân nặng 8,5 kg. Con này thì nó là hàng khỏe lắm. Anh em về chế cháo được. Chế cháo rất là nhiều thứ nhá. Đây phần tung côn nó là thiết kế tung côn rời. Sau này có thể tháo phần cục ra được. Tay ga cũng là tay ga cải tiến rồi. Anh em tay ga này tay ga xịn 200k một cái. Đầu bò là đầu bò chống cuốn dây đầy đủ. Ống cần là ống cần dày 28mm. Phần cùng cần đây. Nó làm chắc chắn lắm. 2 triệu 7 cho con này nhá. Hàng này là Kaiper TG53. Nòng 44mm 2 triệu 7 một con. Hàng này ăn xăng tầm khoảng 3,5 lít xăng trên một ngày nên là cứ ok đi anh em, khỏi cần phải lo nhá. 3,5 lít xăng mà con tới lên tới nòng 44 ly anh em đập phát cước thì khỏi phải bàn này đúng không? Đấy, con này thì đặc biệt này, để cho anh em ấy, đến nữa anh em có ráp cái đầu sới đất, anh em nào muốn mua cái đầu sới đất về mà đào rãnh đồ linh tinh ấy thì con này xử lý là vô tư luôn anh em nhá. Đấy, phát cỏ thì khỏi cần phải bàn rồi. Chạy rất là êm nha anh em, nghe tiếng máy thấy em không? Đó, TG53 2 triệu 7 một con, nòng 44 ly. Hàng này chuyên về cho anh em phát thuê phát mướn. Bởi vì con này anh em, những anh em nào mà phải những con máy mà đang cần tìm máy siêu nòng lớn, siêu khỏe, siêu to thì con này nó phù hợp cho anh em nhá. Đấy, vâng, và vừa rồi em đã giới thiệu cho anh em là 7 cái mã máy. Anh em ưng cái mã nào thì liên hệ ngay cho bên em để đặt hàng anh em nhé. Anh em cứ yên tâm, giá này ngoài cửa hàng không ai bán cho anh em giá này đâu, chỉ có bên em mới bán cho anh em giá này. Nên là mua thì múc ngay anh em nhé. Xin chào anh em, hẹn anh em những video tiếp theo nha.